này. À, ta sẽ đi danh tánh cho ngươi được biết. Ta Thanh Ngưu Tiên. Ta Tử Hà Tiên. Thanh Ngưu Tiên, Tử Hà Tiên. Phải. Các ngươi là người tu hành bất sát sinh, bất hại vật. Tại sao đem luật ngã bẳng hồi nào mà hạ xuống trần thế sát sinh hại vật vậy hả? Tại mấy ngươi sanh sự chớ trách ta đây sự sanh, sao dám xuống dưới hồng trần này chửi ta là quỷ là yêu? Này, ai chửi ngươi? Hả? Bà nữ lê quê. Dạ. Này đệ, vợ ta chửi ngươi. Đệ cho huynh. Này, người đang đứng nói chuyện với ta là ai? Mau khai danh tánh. Đường Trần Thế Tử, Tiên Phụ Hoàng Tống Tiết Đinh Sang. Đinh Sang. Ờ, Tiết Đinh Sang. Vợ ổng là Hoàng Lê Quê. Có thằng con bằng tuổi đó, đệ nhớ không? À. Ngày thì mẹ mẹ con. Ừ. Tối tới nó cười trăng cợt gió. Ở điện nói là không biết hổ. Buông những lời phi để hồ đồ. Họ đệ tả đỏ bằng môn. Nay đã nhất hoạt cùng nhau phá trận. Phá trận đi anh. Hổng nó đi anh. Và để phá trận. Trận trung ương thập thần lợi hại. Ta nghe nói rồi. Trận kiếm quan này thượng lương đã thể chịu hy sinh có phải? Đúng rồi. Trời ơi. Thì đó là vợ chồng ngươi giết con ta. Ai? Vậy vợ chồng hồi nào? Tỷ muội. Hả? Thì ra là đàn bà đấy à. Bọn đó con nhìn không có ra đâu. Muốn nửa nam nửa nữ. À. Có tu luyện lâu nó mới được đặt thành người. À. Hỗn độn sơ khai mà cổ sức. Khi đó con người thiện trả. Nếu mà các ngươi nghĩ cho sát, thật là hổ thẹn với thú cầm. Đã nhiều năm khổ luyện chân tu để thoát cảnh quý xa chung hết. À, chớ có nói nhiều, đánh cho nó biết mặt. Đúng vậy. Mau nhập trận trung ương. Đúng rồi. Thân tài cao hạ. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời ơi, ông quả con tôi cho anh hạnh phúc như vậy. Trời ơi, chút đọc tiền có về không? Về về, dạ về về. Trời, trời ơi, đã bay lâu tu luyện, nay đã đi qua thân. Do đau đớn. Bị liêu liêu thật chớm hầu lấy chẳng đồ thôi được rồi nè hai con. Dạ. Đã trừ thấp một mối, khỏi lo chuyện quý diệu chân lịch, ta mau trở lại chốn trào ca đợi ít kỳ chủ thượng. Giờ ta kiếm bao quay về chiêu ca Bye.